cộng đồng mạng nó nói bây giờ em nói Tiến với Hiền đang thích Ngọc giờ sao? Thích gì? Phái á. Phái là phái gì vậy? Phái là giống như yêu á. Phái là gái Tiến nói hay là cái gì? Phái là thương. Bây giờ cộng đồng mạng mình thấy một số người họ nói á. Nói là hai anh em thích Ngọc. Ờ thương Ngọc có không? Ừ. Rồi sao? Thương giống như yêu đương á. Phái á. Đã là một tiếng anh em là anh em muốn chuyện tiếng yêu đương. Chính xác, anh cần em cô nói đó luôn á. ý là Ngọc nghĩ sao về khi người ta nói vậy á? Người ta nói vậy em thấy đúng không? Trời tiên yêu gì đâu, cái này mặt mình vương, cái thứ hai đó mấy ông quay cho rồi. Quần mình cũng như người người với nhau, rồi nhìn nhau rồi đó tử ra đó không? Anh em với nhau thôi, không có gì. Là có nhiều người người ta thấy hai mà không có, trời mẹ đấy ông tu đồ chọc của ta. Giò tóc lội lên ra đâu gì đó, cắt tóc bỏ. Thế thì người ta nói sai hay nói đúng, nó sai phải không? Sai đúng. Cái đó là chịu là quay cái này, đi đường này ăn biết rồi không? Chữ ông thì đó hết đâu, mình đâu có biết. Bởi vì thơ ngay thời dài quá mà nó bị theo bị lừa. À, thơ ngay thời dài. Chứ hôm bữa đó đi ăn mà sao đưa vô Bình Dương. Nhắc lại luôn ha. Ai biết là thời dài bị lừa hả? Nhưng mà ngoài ấy, có giận bọn mình không? Giận thì giận có giận, nhưng mà bây giờ bảo là anh vô bạn quay cái này rồi sao này không cho quay thì kêu bác sĩ lên, ta la. Thật sự bác sĩ không cho quay đâu. Tống ý mình hỏi là cái chuyện mà hôm bữa mà mấy anh em mà rủ Ngọc vào có buồn không á? Có buồn không? Còn buồn chứ sao? Còn buồn nữa không? Nhưng mà bác sĩ nói tôi là không phải thằng kinh. Biết rồi, đâu anh mắt. Mắt ngủ thôi. Ừ. Thì lại là có nghĩa là giờ đưa Ngọc vô đây để cho Ngọc ngủ nhiều, ăn nhiều một chút. Ăn phổi, đầu phổi sao? Nói chung là muốn tốt cho Ngọc thôi chứ không ai em không có ai muốn. Hết khạc luôn rồi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ Tiến hỏi kìa, còn giận anh em không? Tiến hỏi sao mà không xài được, Tiến hỏi chơi game. Là mình hỏi này bây giờ có giận mấy gì? Còn giận anh em không? Còn giận luôn hả? Ừ, đâu phải đâu có kêu vô đâu mà. Ủa, đứng vô đây rồi, chơi vô đây rồi cho tôi một cái chai vài trăm ngàn là xong hả? Tôi đi ngoài làm tiền nhiều hơn. Biết rồi, anh em thương. Có nghĩa là muốn vô đây là ăn dưỡng cho nó khỏe người lên. Thấy không? Giờ vô đây chỉ ăn mới ngủ, ăn mới ngủ. Mình nấu cái gì giống người khác được. Đúng. Thì bây giờ mình cố gắng mình khỏe lên rồi mình ra mình đi làm chứ đâu ai dưỡng phải không? Bây giờ chuẩn bị đi ra nè, hết tuần này nè. Có nói bác sĩ đó. Ông chụp cái đầu, nó chụp cái đó nhiều tiền, không chụp nhiều tiền. Không sao đâu. Ôi, chụp mắt tiền không? Không, cái tiền nó đã tính ẩn, tôi anh ứng rồi. Không có tính. Nó cãi hoài. Bảo hiểm chưa tới ngày xài được mà. Nhưng mà tôi anh ứng rồi. Bảo hiểm từ khi nào mình tới ngày xài được mình đưa định nhân vô. Ngày mai có. Ba ngày xài được rồi, một tuần sau. Biết. Trời cãi nữa. Bảo biết, em nói đúng. Khi mà nhận được bảo hiểm đi ra rồi đó là một tuần sau bạn mới có thể. Đúng, em nói đúng nhưng mà tôi anh đã ứng tiền rồi. Ứng tiền để chụp rồi. Thế nhớ thì bảo ở trong đây mà đâu có. Hiểu không? Yên chí đừng không tốn tiền cái đó đâu, em đừng có lo. Em nói đúng đó, là bảo hiểm đưa vô là phải mấy ngày mới xài được, đúng. Nhưng mà bữa nay thấy Ngọc là có nhiều cái mà mừng đó. Mừng. Thứ nhất là trắng da này. À. Thứ hai là sinh ra này. À. Cái thứ ba nữa là cái cổ hết khạc đờn. Hết khạc nè. Quan trọng là mập mà xinh trắng ra nè. À. Đó. Biến cái. Nhưng mà bữa nay nhìn sinh ra mà. Đúng không? Qua nói tôi đừng khen đẹp, mình Tiến khen đẹp được không? Tôi nhảy cái khác, tôi chậm cái kia, cái khác chậm cái kia. Nhảy tóc hả? Nhảy khác, chậm cái kia, bén khác. Anh biết được hả? Đó, anh biết được. Đã ăn nhiều không cho mập lên nhau? Mập lên rồi xong bắt đầu. Không giống nhau, tỷ lệ có bao quà rồi. Nó không giống nhau, kiểu đó má ư. Giống như ông là cô bé, ông là cô bự. Sao? Nghĩa là đúng rồi, con người không ai giống nhau ai hết trơn á. Đúng rồi, ý em nói anh hiểu rồi. Nhưng mà như chung một cái học kỹ là người gì. Thế chứ, cơ địa mỗi người khác nhau. À đúng rồi, dùng cái từ đó đúng không? Cơ địa của mỗi người khác nhau ha. Có người lâu, có người nhanh. Nhưng mà bữa nay là biết trang điểm này nọ, từ trang điểm là hay rồi đó. Trang điểm cho cô dâu cái bé My đó. Thế là nó đi đám cưới, hai vợ chồng tự cưới. Không có tiền làm, ba má học vậy là ngày xưa cũng làm nhiều nghề quá đó. Ờ, tại cái học thì trang điểm cá nhân đi các bạn mà. Thế là con nhỏ này nó thi sinh, hai đứa còn đi học, nhưng thương nhau ba má không biết nhở. Tiền nó lắm thứ, với em liên lạc của mình cũng xuống chơi, thì học gì trang điểm thêm cái gì mà giúp dâu ghê ha. Mà
đưa tiễn dâu lấy trời tiễn đưa dâu quá nó đưa tiễn đưa dâu đưa dâu đưa tiễn dâu chị con mặc cái bộ đồ cánh sen, làm cái miếng mắt cánh sen luôn, đắp cái bông tươi của hoa lan cánh cái màu người như cánh sen á, tím tím sen sen cả trắng trắng, hỏi đó tới bây giờ hai chồng em không nhớ rồi, trang điểm đẹp hơn bây giờ. Là bây giờ có muốn nó vào thăm không? Tự nhiên đơn giản đâu có đâu, đơn giản không? Bây giờ có muốn bạn vô thăm không? Hả? Có muốn bạn đấy vô thăm không? Cái gì? Bây giờ có muốn cái bạn đó vô thăm không? Nó em nó ở nhà em. Thằng Nam chứ gì vậy? Từ hôm bây giờ có ai vô đây thăm không? Không. Không à? Vừa không lại vô. Không biết? Không biết, điện thoại cũng không có xài. Thôi, ráng ăn nhiều vô, mau khỏe lên. Rồi ra ngoài mình tin tưởng nhiều, không tin tưởng ra ngoài xong bắt đầu đi mua loa rồi bắt đầu là kinh doanh buôn bán chuẩn bị Tết này nha. Thế làm kiếm tiền đủ cho lắm, nghe làm bao cái tiền lắm, một ngày kiếm 500 được. Em mà ra đời là không có thua ai đâu. Mình ơi sao sao nhỏ kìa, cái miếng tiền vừa vừa đi có gì thì kêu em viên một chủ rồi tới rồi kêu tiền nào nó phụ cho hai mẹ con chở hai cái loa đi cho mướn rồi làm thêm kiếm tiền đi hát thôi nha, không có nhậu nha. Hả? Đi hát mà gặp nhau rồi đi hát. Mình đi lo rồi đi lo, cho muốn lo chứ cái đã có gì cần thì anh Tiến làm tài xế riêng à, cho muốn lo chứ có cần làm tài xế riêng không à. Có gì với anh Tiến chú làm tài xế riêng Tiến này nhiều cũng được ha à, bây giờ cho anh Tiến này cho nhiều cho anh Tiến này cho tài xế riêng là ai tôi à cho con chọn ai sao vậy rồi Tiến mua xe này muốn tài xế là ai hả? Tôi giỏi tự lái anh vui mà à má người là tổng buồn miệng bỏ thuốc buồn miệng ăn vậy tốt hết ấy ăn nước đúng rồi phải ăn nhiều vô muốn nước cũng nhiều nữa cơ thể hơi khô có gói ôm luôn hả gói ôm luôn đi mua nó 80 ngàn bạc vô đi mua được mà nhớ 80 mới là 80 phải rồi mất đi 80 đúng rồi đâu mất được có cái ôm ngủ với tí ông này sao nó hơi đi máy anh máy anh máy xịn đâu cần biết vậy là máy ông này máy nó ông gì cù bắp máy này cù bắp cù bắp cái này thì có khả năng mua được 4 cái này cái này nổi tiếng lắm nghe này. Quay tôi mình ở tôi không nổi tiếng nữa ai nếu mà tại vì tôi đúng không ai nổi tiếng không cái chung kết cái tay đừng đó ha. Ủa, ý nữa là mình quay nổi tiếng cái nếu mà ấy thì hàng nổi tiếng lắm đó thấy chưa. Dạ, dạ chào quý vị khán giả chưa? Bây giờ anh Nhi Hiền đang đầu tiếng này vì quay hồng này. Chào đó. Chào quý vị khán giả chưa? Chào rồi đó. Dạ chào cái nữa đi. À kia bữa nay ừ tôi coi bên ngoài nè, tôi coi lời bạn. Có luôn hả? Coi trên nó có được like mà có bạn bấm tim không? Ủa, có bấm tim này. Tao có nói hay gì hay tao có bấm tim hả? Chào quý vị khán giả. Coi là ăn cũng ngộ ha. Thì nay nó vô nó quay hát cho nó hai mẹ con làm YouTube đi. Ừ. Đó là coi dạy thì lại đấy hả? Nó qua ông bà dạy. đang dạy cho nó làm á. À. Đang dạy cho Tina làm giống mấy em này. Nhưng mà nó làm tóc được á. Tôi nói chú nghe đó. Nó làm nó yêu cái nghề đó mà nó đeo đuổi cái nghề đó đó. Đúng rồi. Học đúng cái tính thôi nhưng mỗi lần đi bán ca còn ca nó học đó đó. Nhưng mà nó thích thì cái về đó nó cứ quay lên và đi qua một cái một duy nhất không làm nhiều còn chú là YouTube chú đi quay nhiều nơi như thế thì chú tung lại là chú về cái Sài Gòn này là chỉ có một cái duy nhất thôi là về người thứ nhất cũng làm tha thứ hai cái nhà giúp đỡ người ta nhưng bằng cái trang tình nha còn cái YouTube này đó thì cứ lúc già lúc bạc rồi đó nó có sẵn rồi tôi quá gan ừ dữ dằn tôi tổng thống thế giới mà vậy tôi tổng thống quá cầu rồi phải dám không. Không như mà nay sao nhìn gặp có cái nít gì đó bởi vì tôi nói mấy xinh xinh hả? Ờ, mấy ông dạ. Hả? Nhất dễ thương có cái nít gì mà sao dễ thương mấy trời được không? Thương công an Kiên Hải, công an vì thằng biển ở công an giường biển, công an nhóc chứ hoài nè, 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 bây giờ mình nói nè bây giờ có một nhau không đâu đó bạn bè đây không lâu quá mình không gặp nhau rồi đâu bạn bè mà tôi chắc tôi nói chuyện gì nè mà vô trong bàn nó nờ sợ mình nên tôi nói thẳng không hả? Giờ em nói Tiến với Hiền đang thích Ngọc giờ sao? Thích gì? Phải á. Phải là phải gì vậy?
phái là giống phái, như yêu á. Phái là phái tiếng nói hay là cái gì? Phái là thương. Bây giờ này, bây giờ cộng đồng mà mình thấy một số người họ nói á, nói là hai anh em thích Ngọc. Ờ à, thương Ngọc có không? Ừ. Rồi sao? Thương giống như yêu đương á. Đúng. Phái á. Đã là một tiếng anh em là anh em không có tiếng yêu đương. Trên xác, anh cần em cô nói đó luôn á. ý là Ngọc nghĩ sao về khi người ta nói vậy á? Người ta nói vậy em thấy đúng không? Cái này mặt mình vương cảm thấy với hai cái ông quay cho mình rồi mình người với nhau nhìn nhau rồi đó tử ra đó anh em với nhau thôi có gì có nhiều người người ta thấy hai mà khó là mẹ ông tu đồ tộc của tao giò tóc tóc loại lên ra đâu gì đó tóc tóc bỏ thế thì ta nói sai nó đúng nó sai phải không sai đúng cái đó chịu quay cái này đi đường này ai biết là làm như lướt nặng ăn. Ừ. Làm sao đâu, người khó đâu, chịu quay đâu. Đúng rồi. Nhà ca khi mà mình lại mình có một cái tấm lòng đó, mình không muốn đi. Đúng rồi. Kéo cái quà là người đi thế này, đi tôi có ông học rồi, rất là nhiều đó. Okay. Nói thiệt như nếu như Ngọc mà như người khác là không bao giờ anh em mà gặp nhau đến lần đến bây giờ. Ông có lướt vô luôn, ông lướt không thấy lần, có lần chém tự động lướt xong vô thì mấy đứa nghĩ cái gì, biết chó nhau. Lướt cái gì? Lướt mà nè, Zalo chứ. Ừ, anh tôi nói chuyện nhưng nít kia là hồi vào già và hồi ông cụ vậy đó. Ừ. Tôi hiểu gì tôi hiểu như đúng đó. Có là mình hiểu biết rộng đúng không? Bởi vì đó giờ nhỏ lớn đi đâu đi rồi nhà tôi ở nhà trọ đi đâu đi bả gia đình tôi không ai đi kiếm nữa mà cũng không ai làm phiền tôi được nữa tại vì nó đi kiếm tiền rồi được kiếm tiền mới có tiền gửi về. Đúng rồi. Cái này có quá chưa mất ngủ rồi có ngủ rồi còn sáng này. Hồi tối ngủ được ăn cơm cái gì ăn cơm hồi sáng thì mới lúc ngủ cái gì ăn nhiều giờ không? Tới giờ này ngủ không được đúng rồi giờ là chưa tới tối mà ừ, mà cơ địa của người mình nó cũng cứ là nó mệt nó ra mồ hôi. Tầm mấy giờ là Ngọc ngủ tối hả? Ừ. 9:10 giờ tắm chút tắm thay đồ đi rồi nay tắm giặt chưa tắm rồi giặt chủ bà giặt chậu luôn à mới thay đồ khác bà đi đâu có mua cái gì biết gì rồi bà đi đâu bà hả mẹ nhà chứ không bị gì đó bà đem được hai bộ hả gửi tiền mua đồ nè nắng nó đặt rồi bỏ trong tiền trả đó đó tôi kêu bà mua đồ bà già chỉ chở trẻ chứ không già trong kìa trong đây ở đây nè cổ bà lai có nãy nó đặt rồi khi nào đặt rồi mát lắm già mặt chơi ủa giờ đem đây có hai bộ hả cô cái thay cái giặt nữa hả không có mặc đồ trẻ luôn lên cái quần jean đó ông đem mặc đem về đi có nghĩa là giả mặc lên chật rồi mặc lên giả mặc màu chật chỉ mặc đồ thun được thôi chứ đồ jean không được rồi anh cái đồ mình mua đi đó là mua là cái gì mà mình mua của Việt Nam đâu anh quay gà hạt rồi cái giống nước nè không dùng nói luôn ăn hết cái rồi cái này đi dùng cho anh tiếng vui okay. Hay hay bây giờ mình ngồi đây bấy mình ăn luôn mấy anh em mình ăn luôn cái gì có đồ có đồ lót không đi có đồ lót anh em mình xuống ăn đi ngồi đây mở ra xem anh em mình ăn cho nó vui vẻ đấy con mấy cái đồ lót hổm con thấy con có đó ờ đúng rồi ok đó ok rồi đi. Ấy bà xã tôi đang rồi đó bà. Rồi nữa. Tiền ngoài. Đem ra ngoài. Rồi em xếp bằng xuống đi. Rồi ngồi Ngọc. Rồi, cô ngồi kế bên đi cô. Cô ngồi kế bên. Cô ngồi đó đi. Bà ngồi đây bà. Cô ngồi đó đi. Rồi hai em ngồi ngồi đây. Đúng rồi. Mình vui vẻ đi. Ngồi đi. Cô ngồi dưới đây, cứ ngồi dưới đây này cô. Nghe đâu là Ngọc thích ăn vịt. À tiếng chủ đáo lấy cái cây ấy nè cầm thôi khỏi đi em khỏi cô xích vô đúng rồi cái gì đấy mua nhiều cái gì để em ăn mua nhiều bánh mì đi rửa tay cái này ông lão rồi ơi không tội nghiệp thương người lắm thấy ông nghe đâu là Ngọc thích ăn pháo câu đúng không có không à cho này mua pháo câu được không quá em trời ơi phải ăn cua nó trời đâu mua cua đó ơi con cua gì con cua đực suốt đời tình chung ờ cái ăn xong không ăn xong chút xíu hồng ngọc ca ông bảy cho khán giả coi á con cua đực suốt đời tình chung cái này đổ ra cái nắp này cô hạnh làm con cái này đi cô hạnh
Cô Hạnh ơi, con ngồi xuống đi, con chỉ cho. Cô đổ vô cái nắp đi. Ấy ra đi. Cái đó là bỏ dưới đúng rồi. Bỏ vô bọc đi. Còn cái nước cái đổ đây. Lấy cái hũ đựng cho nước đây đó. Ồ, tỉnh ha. Lật đó bao nhiêu? Lật hay gì? Lật về cộng đi. Nè, đựng nước làm gì đây? Đúng rồi, cô đổ nước không con đi con. Không, đổ nước chấm á, đúng rồi. Này bữa ăn sinh hoạt mà mấy anh em. Này giống cả mấy anh nó buffet rồi nha. Buffet. Đang nào cô béo. Năm nào hay bụng cứ ngắm không? Đang cô béo cho học đi, cái nào mà học được 55 kg cũng được. 55 kg. 55 kg. Ký bảo dài đẹp đó nghe. Ừ, quá nữa. Cái tiền áo dài là 1,5 triệu đấy em này nha. Ừ. Tôi đi quay cái gì quay. Tôi đi mua thêm một ca khúc nữa. Hai khúc nữa. Một cái áo màu cánh sen, áo dài luôn. Mà tay ôm tới này cánh sen nha. Ồ. Một cái quần. Dạ chưa đâu cô, ăn này đi cô. Một cái quần xanh gấu má. Ồ. Áo dài nha, màu xanh á. Đi một cái áo cũng áo dài luôn nhưng mà. Cô ngồi kế dạ, đi cô. Dạ vậy. Ồ, dữ vậy. Còn là mua cái đó về thâu giá cái hả? Ừ, còn mua cái đó nữa. Sao bị hát á. Chuẩn bị ha. Mua cái đó đi đó. Chuyện đi thì đi hát trên cò chơi. Hát cái gì? Hát kiểu kéo đó, bán đồ đó. Dạ. Hát thử cho anh em nghe thử. Ờ, thì nãy tụi mấy ta. Cứ dập thử thôi. Dập thử rồi được. Cô ấy đó dìm thôi. Ca không hay cũng không được. Cũng biết, biết làm rau hay cho không ha. Sao tại vì. Gặt rau không. Ca không hay cũng không sao. Mớ thôi mà ăn hết đâu. Ngọc. Hả? Bỏ bớt đi. Ca không hay cũng không được. Biết sao không? Biết gì không? Ca nhiều giọng quá. Chặt người ta mua dùm cũng hổ lên. Mua vé số, mua vé số, mua cái gì đó. Cái tính hôm sau đi bán vé số nữa hả? Tôi về làm dâu gì ông Hùng? Ông làm dâu được rồi đó. Tôi hả? Ừ. Thấy làm như chú đó rồi nè Tiến, làm dâu được rồi nè. Lật dâu em. Ông... Sao có muốn đi làm dâu không? Hả? Thì muốn đi làm dâu không? Không, tự cưới tôi không ơi. Tự cưới tôi là sao? Tôi chỉ bán kim cương không mua chiếc nhẫn đeo rồi, tự cưới tôi. Tự tự cái tôi bán kim cương nữa. Lấy ai làm chồng, lấy ai làm vợ? Tôi tự sanh, tự để, tự mình nuôi. Đẹp ha. Sau này không biết các bạn có may mắn rước vào trong cái bảng vàng đó hay không nha. Nhưng mà nếu như các bạn nào mà rước vào cái bảng vàng đó, từ nhìn bây giờ cũng thấy ai sắm điểm đâu phải không? Có nghĩa là ý là mà ai mà về sau mà có cái may mắn mà lọt vào tim của Ngọc á. À. Là sự cái anh dền rồi ha. Anh tính đi. Sao bây giờ chấm cái nhào? Chấm cái nào thì cũng quá là ngồi nghe đó. Không ngồi khỏi ghép được, ngồi dưới. Có đũa là trời. Đâu, cái này đâu bốc cần, bóc mà. Không, nó thang ghép nữa đâu. Cái này đấy nè. Ngọc, cái này ăn bóc mà. Hả? Bóc mà. Lấy mấy cái hố đâu, ừ rồi lấy hố rồi, lấy số không đâu mà. Hay là em muốn để riêng cho em. Hả? Em đi, cứ ăn đi. Không, ý hiểu là em muốn bóc thịt riêng cho Ngọc đi. Rồi mình bóc chung chứ để Ngọc kỹ nữa không? Đúng rồi, chính xác đó. Ăn hủ tiếu là nè, ăn cái gì bánh canh nuôi là được. Vậy là bây giờ là của ai bóc ra hay gì? Ừ, bà tính gì đó chắc à. Đúng rồi, kỹ lắm, có coi chị thấy không? Giống nhậu vậy đó. Có nghĩa là của ai người đó ấy đâu phải không? Nè, chị mua thẳng. Mua thẳng cho chị nè. Ừ, ăn gì? Nói bây giờ Ngọc bóc ra giùm đi mọi người đi. Rồi, thôi cái tay mình thôi bà. Bóc, em được. Có đũa không? Ờ, biết luôn. Chị tính ra ngồi Ngọc bó rồi, sớt bắt cái dịp anh em đi. Để bóc chung là không được, Ngọc kỹ tánh lắm. Kỹ tánh nhưng mà mấy cái gì tôi không làm biết đó, tôi biết tôi cũng không nói ra đâu. Ừ. Mấy cái đấy nó không quan trọng lắm. À, cái nào quan trọng mới nói quan trọng, thôi. Gắp cho mẹ trước đi, gắp cho mẹ trước. Gắp cho mẹ, ê cho mẹ. Không quan trọng cái tôi ấy đâu. Quan trọng. Cảm ơn Ngọc nghe. Rồi, bây giờ gấp vô đi, không sao đâu. Rồi có em đâu? Em bóc đi nào. Ok. Anh cũng phải ăn bóc. Bánh mì nữa nè. Này ở lâu bạn Tiến xuống, bạn Tiến mua. Biết là Ngọc thích ăn thịt quay, Tiến mua nguyên một nửa con vịt quay. Nếu có vịt quay nữa rồi ngồi đây. Mới có mấy người mà bị ta cùi rồi đó. Gắp luôn, gắp mì. Bóc đi. Nên là hôm nay rất là vui ha. Đó. Rồi cảm ơn em. Vinh dự lắm mới được Ngọc. À, tiếp thức ăn á. Tiếp thức ăn này. Rồi mời cô, mời Hồng Ngọc, mời bạn Tiến. Cả nhà mình cùng ăn ha, cho vui ha. Rồi. Ăn nhiều quá nha, có cái cao tô rồi, tôi gắp cho Ngọc này. Thôi rồi, từ gắp ra, từ gắp. Ừ, bỏ cho nó. Lâu tới mới muốn gắp cho Ngọc miếng. Cô mời cô làm đi.
Rồi mình làm cái tiếng này. Dạ đi. Mà nói em đi vừa mãi em thổi vô. Dạ. Ngon không? Được cả nhà, ăn cùng với Hồng Ngọc đó. Được. Nhà. Nhưng mà thấy ngon không? Nhưng mà mua đâu vậy? Nếu không được hôm sau mình mua từ Sài Gòn mang xuống xuống nha. Ok à. Cái này mình mua ở đâu? Gần chỗ ngã ba đó cô. Không được. Không ngon hả? Không được thôi. Nhưng mà có thấy ngon hả? Được bánh ký ngon rồi. Bánh ký nó dịch mua, dịch sáp chứ. Hỏi mua nửa con nó ngon nè. Ừ. Hỏi mua nửa con. Mày mua đâu? Mình mua. Nửa con thịt ngon, ăn ngon. Mỡ không à? Mình con dịch đá đó. Chấm cái này không khác nè. Cái này có nghĩa là nó không ngon. Không ngon bằng chỗ kia. Đúng rồi, cái mỡ người nó bán mỡ khác chứ. Đó. Đây rồi. À, kiểm tra. Cái đó thuốc bắc phải không? Cháo tàu rồi đó. Không được ngon ha. Ngon